Không trí cũng không đắc, trí là trí huệ, đắc là chứng đắc quả vị. Đạt đến cảnh giới đó, trí huệ cũng không cần, quả vị chứng đắc cũng không có, hy vọng điều gì cũng không có. Chúng ta học Phật Pháp đều muốn đạt được trí huệ, có trí huệ rồi thì chứng đắc được quả vị Phật. Nay trí bát nhã cũng không có, muốn đắc được Phật quả cũng không thể đắc, đến là lạc vào không à? Không phải vậy, chẳng đạt được trí huệ, chẳng chứng đắc được, tức là trí huệ không chấp trước, không có chấp trước rằng mình có chỗ chứng đắc. Tạng giáo Bồ Tát sự lục độ, tạng giáo Bồ Tát hành sáu độ. Tạng giáo Bồ Tát tức là ba tạng kinh điển giáo huấn Bồ Tát. Pháp tu hành của Bồ Tát là pháp môn có trí huệ, có chứng đắc, hành sáu pháp ba la mật, tức có chấp trước, chấp chúng sanh có thể độ được, tức là có trí huệ, chấp trước Phật đạo có thể thành được, tức là có chứng đắc. Sao gọi là làm sáu độ? Sáu độ tức là hành bố thí, thì cứu độ tham lam phải hành bố thí thì mới không còn tham lam. Một lần bố thí thì là một lần dẹp bỏ tham lam. Trì giới thì độ hủy phạm, chư vị trì giới thì tâm được thanh tịnh như ánh sáng tinh khiết trong sạch của hạt minh châu. Trì giới thì không có ô nhiễm, ô nhiễm thì dơ bẩn, không tinh khiết, không trong sạch. Không trì giới giống như tờ giấy trắng bị lấm mực đen, càng lấm chừng nào thì càng đen chừng đó. Chư vị trì giới tức phải như tờ giấy xưa nay vốn đã trắng sạch. Nhẫn nhục độ sân hận, chư vị tu nhẫn nhục thì không có nóng giận, nếu có nóng giận thì không có nhẫn nhục, chư vị tu nhẫn nhục thì sân hận sẽ không còn. Tinh tấn độ giải đãi làm biếng, phải nên tinh tấn hàng ngày, luôn luôn tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn thì không có giải đãi làm biếng. Thiền định độ tán loạn, ngồi thiền hồi lâu thì có công phu, tức là định trụ, có định lực rồi thì không có tán loạn. Bát nhã độ ngu si, bát nhã khiến dẹp trừ ngu si, đấy là sáu độ, cũng là sáu sự tướng có thể thấy, có hình tướng nên biểu hiện được. Ví như bố thí thì không còn tham lam, à vẫn còn chấp trước, là nhờ bố thí mà không còn tham lam, vì vậy bảo rằng sáu độ tức là tạng giáo chư Bồ Tát phải nên tu. Viên tu diệu giác lý đốn minh, tròn tu diệu giác lý rõ ràng. Viên giáo Bồ Tát tu hành sáu độ. Viên giáo Bồ Tát tức là diệu giác Bồ Tát, biệt giáo Bồ Tát cũng tu hành sáu độ. Sáu độ chỉ có lý, không có sự tướng, không có chấp trước, gọi lý đốn minh. Lý lẽ chỉ rõ minh bạch, nghĩa là tức khắc minh bạch, hiểu rõ đạo lý bố thí mà chưa từng bố thí, hành sáu độ mà chưa từng hành, vốn không chấp trước vào sự của sáu độ, không chấp trước vào chi hết, nên gọi là không trí cũng không đắc. Lý sáu độ có nhiều loại, tu theo viên giáo, không tạo sáu độ, làm bất cứ việc gì cũng không chấp trước, tạo việc gì ra cũng như không tạo, tuy nhiên chưa tạo việc thì không thể nói đã hết tạo việc. Nói thí mà chưa thí, tôi chưa bố thí mà cũng như đã bố thí, không thể nói như thế được. Chỉ có bố thí rồi thì mới nói rằng chưa có bố thí, mà không thể bảo rằng chưa bố thí cũng là đã bố thí. Vô trí phá chấp không trừ tướng, vô trí phá chấp không các tướng. Vô trí phá chấp tức là phá chấp trước về những phần còn lại của bát nhã. Không trừ tướng tức là tất cả tướng đều là không, mọi tướng đều là không, nên bảo rằng vô trí cũng vô đắc. Bất đắc phi chứng liễu pháp dung, không đắc không chứng rõ pháp dung. Bất đắc tức là không có chi để chứng đắc, cũng là không chấp trước vào chứng đắc quả vị Phật. Trên không Phật đạo có thể thành, dưới không chúng sinh có thể độ. Chẳng phải nói rằng không chúng sanh có thể độ, nhưng mà là độ mà chưa từng thấy có độ. Tuy diệt độ hết tất cả chúng sanh, mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ hết. Chẳng phải là không chúng sanh đã được độ, mà là không có chấp trước, không nên chấp trước vào trí huệ và chứng đắc. Không này cũng chính là đại viên cảnh trí, mà trong đó không có chấp trước nào hết, nên liễu đạt pháp dung. Ư nhất mau đoan hiện bảo sát, nơi một đầu lông hiện bảo tòa, chứng đắc được cảnh giới này rồi thì chỉ vừa ngồi xuống liền xuất hiện một tòa bảo vương trong tiểu hiển đại. Tọa vi trần biểu chuyển pháp luân, ngồi trên hạt bụi chuyển pháp luân. Ngồi trên hạt bụi mà chuyển đại pháp luân, đó là đạo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thử ngôn thuyết xuất tiên thành tín,
Lời nói ra, người liền tin tưởng. Lời này vừa nói ra thì ít nhiều người đều tin tưởng. Vì tất tri âm hữu cơ nhân, nào hay tri âm có mấy a? Một vài người tin tưởng rồi thì không biết có bao nhiêu người tri âm nhớ tưởng, lại cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ đạo lý. Hư Vân Lão Hòa Thượng bảo, tẩu biến thiên nhai tầm tri kỷ, vị tri nhựa cá thị tri âm. Dịch, lên tận cõi trời tìm tri kỷ, vẫn chưa biết được kẻ tri âm. Thiên nhai tức là cõi trời, tri kỷ tức là bạn thân của mình. Lên tận cõi trời tìm tri kỷ mà không biết ai là người tri âm. Sao gọi là tri âm? Tức là hiểu được ý phát xuất từ lời nói của mình. Không có tri âm tức là mình có nói ra lời gì nhưng không có ai hiểu hết. Có người hiểu lời mình tức là có người tri âm. Chư vị bảo, Pháp Sư, Ngài giảng con đều hiểu cả. Ngài là người bạn tri âm của con. Ngài thuyết mà con không hiểu rõ nên không phải là người tri âm. Ngài thuyết con không hiểu và lại hiểu, con tri âm và lại không tri âm. Tri âm và không tri âm xuất phát từ đâu? Tôi thuyết một bài kệ, ai y chiếu theo đó mà tu hành thì người đó là tri âm. Ai không y chiếu theo đó mà tu hành thì không phải là tri âm. Tin lời tôi nói đạo lý tức là tri âm, còn ngược lại thì không phải là tri âm. Đạo lý gì? Nơi một cọng lông, ngồi xuống liền hiện bảo sát. Ngồi trên hạt bụi chuyển đại pháp luân, ngồi trên một cọng lông xuất hiện các cõi Phật. Bảo vương sát tức là cõi nước mà Phật thường giáo hóa chúng sanh. Ngồi trên hạt bụi mà truyền đại pháp luân, giáo hóa chúng sanh. Cảnh giới này là trong tiểu mà hiển đại. Chư vị nếu hiểu rõ cảnh giới này thì là tri âm. Chư vị không hiểu rõ nhưng lại muốn tu hành, đợi khi chư vị ngồi trên hạt bụi mà chuyển pháp luân thì liền hiểu rõ. Dĩ vô sở đắc cố bồ đề tát đoà y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại lại không có chứng đắc bậc bồ đề tát đoà. Y theo bát nhã ba la mật đa nên tâm không quái ngại. Vô tu vô chứng vô sở đắc hữu tướng hữu vi hữu tận thời, bồ đề tát đoà ngộ kỳ lý. Y cứ bát nhã bỉ ngạn tề, tâm vô quái ngại nan báo chướng, duy cụ chân không nê âm tư, kỷ ngũ la hiền cầu chư kỷ, đầu thượng an đầu tối ngu si. Dịch, không tu không chứng không chỗ đắc, có tướng có làm có thời hạn, bồ đề tát đoà ngộ lý này y cứ bát nhã đến bờ giác. Tâm không quái ngại rời báo chướng, chỉ có chân không tuyệt ngôn ngữ, nhắc kẻ hiền sĩ cầu tri kỷ, đầu đặt trên đầu thật ngu si. Đoạn văn trên giảng về không trí huệ cũng không chứng đắc. Không trí tức là không có trí huệ của tạng giáo Bồ Tát hành lục độ. Không đắc tức là không chứng đắc niết bàn hữu dư của người nhị thừa. Lại không có chỗ chứng đắc. Không chỗ chứng đắc là tông chỉ của bộ kinh này. Tông chỉ của tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Tức là phá trừ chấp trước, khiến tâm chư vị không chấp trước vào chỗ chứng đắc. Tuy chứng mà không chứng, không chứng mà chứng. Sao gọi chứng mà không chứng? Chư vị chứng đắc quả vị thánh mà không chấp trước mình chứng quả, vì thế mới có thể chứng đắc hiếu cánh niết bàn chân chánh. Thế nên không chỗ chứng đắc là tông chỉ của kinh này. Bồ đề tát đoà y chiếu theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quái ngại. Bồ đề tát đoà tức là Bồ Tát, ngài y chiếu theo Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là pháp trí huệ thâm sâu mà tu hành. Tu hành đắc được gì? Đắc được tâm không quái ngại. Tâm chúng ta không thể đạt đến chỗ tự tại vì còn có chỗ quái ngại. Không còn quái ngại thì đạt được tự tại. Không quái ngại này trừ được báo chướng, cũng là dùng không chỗ chứng đắc mà phá trừ ba chướng. Vì vậy phá trừ ba chướng là lực dụng của bài kinh này. Ba chướng tức là báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng. Nếu tâm còn có chỗ quái ngại thì không thể phá trừ báo chướng. Không quái ngại nghĩa là gì? Tức là đạt đến nhân không, pháp không, chứng đến cảnh giới người và pháp đều là không. Vô tu vô chứng vô sở đắc, không tu không chứng không chỗ chứng đắc. Không tu là gì? Nghĩa là đã tu hành xong rồi. Không có chỗ chứng đắc tại sao? Vì đã chứng đắc, đã tường hành rồi, sau này không còn phải thọ nhận nữa. Những việc nên làm đã làm xong, việc lớn đã hoàn thành nên gọi là không chứng đắc. Không tu không chứng đắc có phải là có chỗ chứng đắc không? Cũng là không chỗ chứng đắc. Nếu còn một chỗ chứng đắc nào thì vẫn còn chấp trước. Hữu tướng hữu vi hữu tận thời, có tướng có làm có thời hạn.
Nếu chư vị chấp trên hình tướng hoặc chỉ nhìn trên pháp hữu vi đều là thời gian có cùng tận, mãi không thể vô tận. Chư vị phải nghĩ về cái vô tận nên không tu không chứng, không chỗ đắc. Chư vị làm việc gì cũng không có chỗ chứng đắc, khi ấy chính là không có chỗ quái ngại. Bồ đề tát đoà ngộ kỳ lý, bồ đề tát đoà ngộ lý này. Sao gọi là bồ đề tát đoà? Người Tàu gọi là bồ tát, nói cho đủ là bồ đề tát đoà. Đó là phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Tàu. Bồ đề tức là giác đắc tòa, tát đoà tức là loài hữu tình. Sao gọi là giác hữu tình? Tức là giác ngộ cho các loài hữu tình. Sao gọi là hữu tình? Những loài có khí huyết gọi là hữu tình. Loài hữu tình này không chỉ đơn giản nói về loài người thôi, mà bao quát chung cho tất cả loài vật có sinh mạng. Giác ngộ hữu tình tức là giác ngộ tất cả loài hữu tình, khiến cho mọi loài hữu tình đều được giác ngộ, tức chính họ tự giác ngộ. Ví như mình đang tụng chú Lăng Nghiêm, cũng muốn người khác biết tụng chú Lăng Nghiêm như mình, không phải chỉ tự mình biết tụng là đủ rồi, vì đó biểu thị mình và người không đồng, không nên làm như thế. Mình có đạt được lợi ích gì cũng đều vui vẻ khiến cho người khác đạt được lợi ích đồng như mình. Tôi nghe được vài điểm hay trong kinh, tôi hiểu đạo lý làm người, lý lẽ học Phật Pháp. Tôi cũng khuyên bạn bè, bà con, quyến thuộc đến nghe kinh thuyết Pháp, mọi người đồng loạt lợi ích như nhau. Giác ngộ hữu tình lại còn một nghĩa là trong loài hữu tình có bậc giác ngộ. Bồ Tát xuất phát là từ đâu? Cội gốc của Bồ Tát là từ chúng sanh hữu tình, nhưng đã giác ngộ. Ngài là bậc giác ngộ từ trong loài hữu tình, vì Ngài từ nơi chúng sanh mà đạt đến giác ngộ, nên nay phải giác ngộ lại tất cả chúng sanh. Đó là ý nghĩa của chữ Bồ Tát. Bồ Tát lại có tạng giáo Bồ Tát, thông giáo Bồ Tát, biệt giáo Bồ Tát, viên giáo Bồ Tát, đầy đủ bốn giáo tạng thông biệt viện, chính là Bồ Tát. Tâm lượng chư vị nhỏ thì là tạng giáo Bồ Tát, tâm lượng lớn chút ít là thông giáo Bồ Tát, tâm lượng lớn thêm chút nữa là biệt Bồ Tát. Trừ Bồ Tát, Phổ Hiền, Văn Thù, Địa Tạng, Quán Thế Âm đều là viên giáo Bồ Tát. So với viên giáo Bồ Tát, chư vị nếu hơi khác chút ít thì là biệt giáo Bồ Tát, lại có thập địa Bồ Tát, Bồ Tát địa thứ nhất, Bồ Tát địa thứ hai, Bồ Tát địa thứ ba cho đến Bồ Tát địa thứ 10. Có rất nhiều loại Bồ Tát, thiên sai vạn biệt giống như chúng ta, mỗi người đều có bằng cấp khác nhau. Tổng quát, Bồ Tát giác ngộ là luôn thuyết đạo lý không chỗ chứng đắc. Các ngài hiểu rõ tâm không bị bao loại pháp làm quái ngại, chướng ngại. Y cứ hứ bát nhã bị ngạn tè, y cứ bát nhã đến bờ giác. Tâm không có quái ngại thì xa rời được báo chướng. Thân thể chúng ta chính là báo chướng. Tại sao chúng ta có thân thể? Vì chúng ta có chỗ bị quái ngại. Không quái ngại thì khổ và vui đều như nhau. Tâm không khổ không vui, sống chết như nhau, không sống cũng không chết. Sống tức là chết, chết tức là sống, sống chết đều không động. Khổ vui như một, thuận nghịch như nhau. Nơi cảnh thuận cũng như thế, nơi cảnh nghịch cũng như thế. Chết sống như nhau, thuận nghịch như nhau, khổ vui như nhau. Nói chung là không có một việc chi mà có thể làm cho tâm lay động được. Sao tâm không lay động? Vì không có quái ngại. Không có việc gì quái thì cũng không có việc gì làm trở ngại. Có quái tức là có ngoại. Quái tức là mang đeo trên vai, ngại là chướng ngại, có chỗ chướng ngại. Không quái ngại cũng là chấm dứt sống chết. Vì vậy bảo rằng sống chết tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Khi người nhị thừa chưa hiểu rõ đạo lý này, chư vị phải bảo họ rằng phiền não tức bồ đề, sống chết tức niết bàn. Vì họ đã quên mất nên bỏ chạy xa, bảo rằng xưa nay tôi chưa từng nghe pháp phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Tôi không tin đâu. Muốn giác ngộ sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề thì chư vị phải nên xoay đầu trở lại. Tại sao chúng ta không hiểu bồ đề là gì? Vì chúng ta bội giác hiệp trần, phản bội lại tánh giác và hiệp với trần lao. Phải nên bội trần mà hiệp giác. Khi tâm không còn quái ngại thì sanh tử khổ vui thuận nghịch, tất cả cảnh giới đều không thể động được tâm, lúc ấy rời xa báo chướng. Tại sao chúng ta không thể xa rời thân thể được? Chỉ vì cho thân này là quan trọng. Tại sao từ sáng đến tối ai ai cũng chạy đuổi theo danh theo lợi? Chỉ vì lo cho thân mình, tìm cách làm nô lệ tài giỏi.
làm thân trông ngựa cho thân này, không dám đối trị thân mình, nhưng thân này không làm khách đối với chư vị chút nào hết. Tại sao? Nhiều vua Ba Tư Nặc khi còn trẻ thì khí huyết dồi dào, nhưng đến lúc già, tóc bạc mặt nhăn chẳng bao lâu rồi chết, chỉ vì còn quái ngại. Nếu không còn quái ngại thì chư vị không còn chấp trước vào nghiệp báo của thân, có thân thì có báo chướng. Nếu chư vị không còn quái ngại thì không còn chấp ngã, vô ngã tức không có báo chướng. Thế nên bảo rằng tâm không quái ngại tức xa rời báo chướng. Duy cụ chân không nê ngôn lự, chỉ có chân không tuyệt ngôn ngữ. Tự tánh hay Phật tánh của chư vị đầy đủ thật tướng chân không, chư vị phải tự đạt đến bản thể chân như của tự tánh mà không thể diễn nói bằng lời được. Vì vậy bảo rằng không nê ngôn lự, nghĩa là không có ý tưởng nào mà có thể nghĩ tưởng được. Ký ngữ lai hiền cầu chư kỷ, nhắc kỷ hiền sĩ cầu chư kỷ. Tôi có một lời muốn thắc mắc những vị hiền nhân, những vị tu hành trong tương lai. Nếu chư vị muốn tâm không quái ngại, đạt đến nơi không chứng đắc thì phải tự cầu tri kỷ, không nên hướng ngoại tìm cầu, hướng ngoại truy cầu. Đạo lý không tu không chứng, không chỗ chứng đắc tức là tìm lý cầu tri kỷ. Nghĩa là phải hồi quang phản chiếu, xoay lại tìm cầu chính mình. Đầu thượng ăn đầu tối ngu si, đầu đặt trên đầu thật ngu si. Nếu chư vị hướng ngoại truy cầu đạo lý thì thật là ngu si, cũng giống như lấy đầu đặt lên đầu, có ngu si lắm không? Thật rất ngu si, đừng lấy đầu mà đẻ lên đầu, phải nên hồi quang phản chiếu, xoay thân chuyển đầu trở lại. Nếu không chuyển được thân thì không thể đạt đến đầu cả. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tâm không quái ngại, không có khủng bố, xa rời điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Vô quái ngại danh chân phóng hạ, tái vô khủng bố nghiệp chứng trừ. Viễn ly điên đảo sanh tướng phá, vọng tưởng thô tế xa hoặc như. Tam chứng tiêu dung viên tam đức, lục căn hữu dụng chứng lục thông. Hội thử diệu tưởng thân thọ dụng, trí giả dịch ngộ mê man đổ. Không quái ngại chính là xả bỏ, lại không sợ hãi nghiệp chướng trừ, xa rời điên đảo phá sanh tướng, vọng tưởng thô tế như cát bụi. Ba chứng tiêu dung tròn ba đức, sáu căn hữu dụng chứng sáu thông. Biết rõ diệu tưởng thân thọ dụng, người trí kẻ mê gặp nguy hiểm. Nếu tâm không quái ngại thì không có khủng bố sợ hãi, không sợ hãi thì xa rời điên đảo mộng tưởng, hết mọi mộng tưởng thì điên đảo không còn. Nếu chuồng không sợ hãi thì phá trừ được nghiệp chướng, không còn mộng tưởng điên đảo thì phá trừ được phiền não chướng. Nhưng không quái ngại thật rất khó đạt đến. Có người bảo rằng tôi không lo nghĩ gì cho mình cả mà chỉ lo nghĩ về cha mẹ thôi. Không sai, đó là đạo hiếu thảo, tuy là đạo hiếu nhưng vẫn còn quái ngại. Hoặc giả bảo rằng tôi không nghĩ gì về mình cả mà chỉ lo cho vợ con tôi, đó là tâm tử bi, tuy là tâm tử bi nhưng vẫn còn quái ngại. Hoặc giả nói là tôi có người bạn thân thiết lâu năm mà chưa gặp lại, tôi luôn nhớ nghĩ tìm kiếm nhưng không thể gặp được, đó là quái ngại. Nói chung nếu chư vị xả bỏ không được tức là quái ngại, xả bỏ được tức là không quái ngại. Vì vậy bảo rằng tên thật của tôi không quái ngại là xả bỏ. Giảng đến đây tôi nhớ một hòa thượng ở Tô Châu, Trung Quốc tên là Đại Tu. Hòa thượng này thường tham thiền từ sáng đến tối, sau này việc gì ngài cũng xả bỏ hết. Ngài viết câu phú đối liễn: vô đại vô tiểu vô nội ngoại, tự tu tự liễu tự an bài. Dịch: không lớn không nhỏ không trong ngoài, tự tu tự rõ tự an bài. Nghĩa là không có chi lớn nhỏ trong ngoài, ngài đã tự tu tự liễu ngộ và tự an bài tất cả sự tình. Ngài an bài sự việc gì thật kỳ quái, nơi ngài ở là một hang đá chỉ đủ cho một người ngồi thiền, lại dùng tảng đá lớn làm cửa hang, trên cửa đá đó là một then chốt để đóng mở. Sau đó ngài ngồi thiền trong hang động đó và đóng cửa đá lại để tu hành. Tu hành đạt đạo sau ngài nhập niết bàn. Chư vị thấy có đơn giản lắm không? Ngài chân thật xả bỏ mọi duyên, đó là không quái ngại.